Mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Audio. Hôm nay em xin phép được giới thiệu đến anh em một lô mic bãi mang thương hiệu BF Audio, mã là VIP 812. Đấy, ngày xưa lâu rồi, năm trước em có một cái lô là VIP 800 ấy. Thì bây giờ cái lô này đời cao hơn cái lô đấy một chút. Đấy, cái lô ngày trước là em có sơn lại, nhưng mà lô này em không sơn lại nữa mà em dán đề can để giảm tối ưu cái giá thành đi cho anh em chơi. Đấy, nhưng mà em thấy dán đề can vào nhìn nó còn đẹp hơn là đi sơn lại. Đây là cái nội thất của đầu thu nhé, rất đẹp, vàng ươm, giống hệt cái màu men của Siso. Đấy, nhìn rất là đẹp, linh kiện thì rất là chất, rất là nhiều linh kiện. Tiếng của cái dòng BF này rất là hay nhé. Đấy, và cái mặt của nó nhìn cũng rất đẹp, đẹp hơn cái đầu thu của cái VIP 800 rất là nhiều. Đầu thu VIP 800 thì nó không có cái kính che này. Đấy. Còn cái này có kính làm bằng gương bóng nhìn rất đẹp. Đây là cái tay sau khi em đã dán đề can xong. Đấy, rất là đẹp. Em mua cái loại đề can chất lượng rất là tốt và khá là dày, rất là bền. Đấy, màu giống như màu sơn sần mà anh em vẫn hay dùng để dán mic ấy. Giá là 1.300.000 bao ship toàn quốc. Đấy, cái đầu chụp thì đa số là đầu chụp màu vàng, và đầu chụp thì còn toàn đầu chụp, em lấy đầu chụp của Bayer, đầu chụp mới nhé. Đấy, đầu chụp mới của Bayer ấy. Đầu cái đầu chụp này đã 100.000 rồi. Và đây là cái côn của nó nhé. Đấy, chỉ có mic này, chỉ có cái vỏ là em dính lại đề can. Đầu chụp thì thay đầu chụp mới rồi, còn toàn bộ ruột gan là zin nguyên bản hết. Đây là dòng mic đuôi chuột. Đấy, dòng mic đuôi chuột 6 số nhé, không có tự ngắt, có thể set được tần số ở trên tay mic. Đấy, có thể set được tần số ở trên tay mic. Sóng em vừa test tầm 60m là ok, 60m là ok. Em đi 60m thôi, em không đi hơn nữa. Đấy, tại vì dùng gia đình hay là dùng cái sự kiện vừa vừa nhỏ thì 60m là quá ok rồi. Nói chung là còn bộ là nhìn rất là đẹp. Đấy, cái đầu chụp trắng này thì có một bộ thôi, đầu trắng thì có một bộ thôi, còn đa số còn lại là đầu chụp vàng. Cái lô này em có tầm khoảng hơn chục bộ nhé. Thì bây giờ đấy, em vừa dán xong hai cái bộ này. Đấy, trông rất là đẹp. Anh em nào đang có nhu cầu muốn mua một bộ mic giá rẻ, giá bình dân nhưng mà lại chất lượng ok thì không nên bỏ qua cái bài viết này. Tại vì em hát em thấy tiếng của nó quá chất lượng luôn. Tất cả những cái mặt hàng của BF, từ loa, đẩy, vang cho đến cả mic, đấy, nó đều làm những cái dòng chất lượng luôn. Đây là côn zin nguyên bản của nó nhé. Đấy, côn zin nguyên bản của nó đây. Nhìn rất là đẳng cấp. Cái cuộn đồng luôn, từ tính rất là mạnh. Bây giờ em sẽ thử tiếng của nó cho anh em nghe. Đây, đây em đang bật tay mic đây. Giá chỉ có 1.300.000 bao ship toàn quốc và đầy đủ dây rắc nhé, dây rắc là rắc 6 ly nhé. Đấy, anh em nào mà chưa mua hàng lần nào thì cọc giúp em 100.000 tiền cước. Alo, 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 1 1 2 1 1 2 3 4 4 5 6 7. Đấy, anh em có thể nghe những cái dòng mic bãi ấy. Kể cả có dùng lâu đi rồi đi chăng nữa thì cái chất âm của nó vẫn rất là chuẩn, chứ nó không như mic mới. Mic mới thì tiếng nghe rất là chán luôn. Cái mic này cả nghe qua cái video này cũng thấy được cái chất âm nó ra rất là chuẩn. Đấy, và đặc biệt thì những cái dòng đời ngày xưa này cực kỳ tiết kiệm pin luôn. Đấy, cực kỳ tiết kiệm pin luôn nhá. Nó phải tiết kiệm pin bằng một nửa những cái dòng VBS bây giờ. Đấy, một đôi pin này cái bao cho anh em dùng 4 tiếng. Một cái đôi pin 2-3 nghìn này, như anh em cứ dùng hát tầm 3-4 tiếng ok. Anh em mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866, cọc cho em cái tiền cước nhé, rồi hàng đến rồi anh em nhận test ok rồi thanh toán nốt. Xin chào anh em.